Ba đời hoàng đế cuối cùng trong lịch sử nhà Thanh cũng như trong lịch sử Trung Hoa, không ai có lấy được một mụn con. Mặc dù đều có đủ thê thiếp phi tần, nhưng họ lại mắc phải những căn bệnh tình dục nguy hiểm. Vua Quang Tự, ông bị di tinh hơn 20 năm, mỗi tháng phát bệnh mười mấy lần và càng lúc càng nặng hơn. Không những vô sinh, căn bệnh này còn khiến ông thường xuyên đau nhức ù tai buốt đầu. Vua Phổ Nghi, mặc dù có đến 5 bà vợ nhưng ông bị liệt dương bẩm sinh, rất nhiều sử sách ghi lại sự khổ sở của ông khi bị căn bệnh này hành hạ. Cuối cùng ông cũng không có mụn con nào nối dõi. Vua Đồng Trị, trái với hai người kia, vua Đồng Trị lại rất hoang dâm, thường xuyên đi khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân vui thú. Lầu Xanh hay trốn giang hồ ngõ chợ là nơi ông lui tới. Hậu quả sau những ngày ăn chơi trác táng, ông mắc bệnh giang mai và từ giã cõi đời khi chỉ mới 20 tuổi.